Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Quý vị thân mến, người dân được tiếp cận thuốc điều trị COVID-19 bằng cách nào sẽ là nội dung có trong câu chuyện y tế số này. Những lưu ý về hậu COVID ở trẻ em và bệnh chứng cá tuổi dậy thì sẽ được các bác sĩ chuyên khoa giải đáp trong phần hỏi đáp y tế. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, với số lượng các F0 trong cộng đồng không ngừng tăng cao, việc chủ động phòng tránh và biết cách tự điều trị tại nhà là điều vô cùng quan trọng. Khi gặp phải những biểu hiện như là đau rát họng, rối loạn ăn uống, mất vị giác, chán ăn do COVID-19 gây ra, quý vị có thể tham khảo món súp gà. Sau đây thì đầu bếp Lê Quảng Đông sẽ hướng dẫn quý vị nấu thành công món súp gà để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món súp gà. Súp gà có tính thanh nhiệt và dễ tiêu, và có thể là hợp vị cho người già và trẻ nhỏ. Nhất là trong mùa Covid này, để chuẩn bị cho món súp cho khoảng một gia đình tầm từ 4 đến 6 người ăn. Về nguyên liệu, thịt gà ta dùng từ 2 đến 300 gram, tùy theo mình thích ăn nhiều hay ít. Và lượng nấm kim là khoảng 200 gram, khoảng 50 gram nấm hương. Trứng gà dùng một quả. Ngô ta có thể dùng khoảng nửa trái này, hoặc có thể là nhiều hơn tùy theo sở thích của mỗi người. Và mùi thơm này ta dùng khoảng 4-5 ngọn thôi. Bước đầu tiên, ta lấy thịt gà, ta lại bỏ một chút phần xương, 2 miếng vừa tầm, để cho gà có thể nhanh chín. Ta cho vào luộc. Luộc trong vòng tầm 10 đến 15 phút cho gà chín. Ta cho một vài lát gừng, hành khô, một chút muối. Nước thì ta dùng khoảng tầm 500ml. Ngô hạt ta sắt, lấy hạt bỏ lõi. Ta có thể luộc chung cùng với cả thịt gà. Nấm kim ta sắt khoảng một đốt ngón tay. Nấm hương khi ngâm 10 phút ta vớt ra, thái chỉ ra mùi ta, rửa sạch, thái nhỏ. Trứng gà ta đập lấy một quả. Sau khi đập trứng xong, dùng đũa đánh tan trứng cho bông lên. Gà đã chín, vớt gà ra. Sau khi vớt gà xong, ta lấy tay xé gà. Gà xé sớ dài, nhỏ vừa tầm. Sau khi thịt gà đã được xé, ta bật lại bếp. Ta cho nấm kim, nấm hương ngoái đều đun sôi tầm khoảng 1 đến 2 phút. Gia vị ta cho thêm nước mắm 2 thìa, hạt nêm 1 thìa đầy. Ta dùng 2 thìa bột lăng, nước nguội 3 thìa. Ta ngoái đều, ta bật lại bếp, cho lượng thịt gà vừa xé xong vào xoong, tiêu cho lửa thìa. Khi nêm nếm gia vị cảm thấy vừa, ta cho bột lăng vào, cho từ từ ngoái đều để bột lăng không gión. Bây giờ ta cho trứng vào. Khi súp đã chín, ta phải ngoái súp đừng đặc quá, có độ sánh đều. Sau khi múc ra, ta rắc một ít mùi thơm lên. Súp ăn nóng. Thưa quý vị, gần đây đã xuất hiện tình trạng trẻ mắc hậu COVID-19. Nếu cha mẹ không chú ý, trẻ mắc hậu COVID-19 có thể gặp biến chứng về đường hô hấp, tim mạch, thậm chí là tử vong. Vậy làm gì để nhận biết và phòng tránh biến chứng hậu COVID-19 ở trẻ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Huy Trang, Phó trưởng khoa sơ sinh, phụ trách khoa điều trị COVID-19 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để có lời giải đáp. Dấu hiệu nhận biết hậu COVID-19 ở trẻ là gì, thưa bác sĩ? Sau khi nhiễm COVID-19 thì một số trẻ khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng một số trẻ thì sau nhiều tháng vẫn còn triệu chứng như là ho, khó thở, hoặc là giảm khả năng tập trung, khả năng học tập, hoặc là trẻ cảm thấy rất là mệt khi mà vận động, đi lại. Đó gọi là hội chứng hậu COVID ở trẻ em. Một số cái triệu chứng phổ biến hay gặp ở cái hội chứng hậu COVID đó là trẻ mệt mỏi, yếu tay chân, đi lại khó khăn, hụt hơi khi vận động, trẻ đau đầu, đau mỏi cơ khớp, rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ. Hoặc một số trẻ thì có cái biểu hiện như là giảm khả năng tập trung, giảm khả năng ghi nhớ, ho kéo dài. Một số trẻ thì khá rất là nhiều đờm. Ngoài ra thì còn có một số trẻ thì cũng gặp cái tình trạng là hồi hộp đánh trống ngực và phát ban toàn thân. Đặc biệt cần lưu ý là phản ứng viêm sau khi nhiễm SARS-CoV-2, gọi là chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em, viết tắt là MICSI.
thì đó là cái tình trạng các cơ quan như là tim, phổi, thận, não và cơ quan tiêu hóa bị viêm. Cái triệu chứng điển hình của cái hội chứng MCI này chúng ta dễ nhận thấy là trẻ sốt liên tục, đau bụng, tiêu chảy, có da đỏ, mắt đỏ, lưỡi đỏ hình dâu tây, phát ban toàn thân, tim đập nhanh, hồi hộp chống ngực, hoặc một số trẻ thì có cảm thấy là mình rất là choáng váng và bàn tay bàn chân sưng phù. Việc điều trị hậu COVID-19 ở trẻ thì có gặp khó khăn gì hay không thưa bác sĩ? Việc mà điều trị hậu COVID ở trẻ nhỏ thì nếu như mà phát hiện sớm và kịp thời thì điều trị rất là hiệu quả, giảm cái khả năng biến chứng và cái thời gian nằm viện. Tuy nhiên khi mà cha mẹ phát hiện muộn mang đến trong tình trạng nặng thì điều trị rất là tốn kém về chi phí cũng như thời gian, và cái tình trạng biến chứng sau này cũng rất là nguy hiểm. Một số trẻ nếu như không được điều trị kịp thời để lại di chứng thì có thể làm cho tổn thương cái mạch vành của cơ tim dẫn đến tình trạng đột tử. Làm gì để phòng tránh hậu COVID-19 ở trẻ thưa bác sĩ? Hiện tại thì cái phòng tránh hậu COVID-19 tốt nhất đó là khi mà các trẻ mà có chỉ định được tiêm phòng vaccine thì các bậc cha mẹ nên cho con đi tiêm phòng sớm nhất có thể. Thứ hai là nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế ra nơi đông người và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là nước rửa tay. Các bậc cha mẹ thì nên khuyến khích trẻ vận động, chơi thể thao hợp lý và hạn chế điện thoại, tivi. Nhóm trẻ thường gặp hội chứng hậu COVID-19 thường ở nhóm trẻ 5 đến 8 tuổi. Do đó sắp tới khi mà chính phủ có cái chương trình tiêm chủng cho trẻ ở nhóm tuổi này thì nên khuyến khích các bậc cha mẹ cho con đi tiêm sớm nhất có thể. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Mụn trứng cá ở tuổi dậy thì là tình trạng rất phổ biến, tuy nhiên hầu hết trẻ chưa hiểu rõ về nguyên nhân cũng như cách chăm sóc, điều trị thích hợp khiến mụn kéo dài và nghiêm trọng. Sau đây, bác sĩ Nguyễn Minh Họa, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Thưa bác sĩ, vì sao thì tuổi dậy thì dễ gặp phải tình trạng mụn trứng cá? Trứng cá là một bệnh lý của lăng nông tuyến vã. Trứng cá gặp ở nhiều lứa tuổi nhưng thường hay gặp ở cái tuổi dậy thì. Trứng cá không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý và thẩm mỹ của người bệnh. Khi chúng ta bước vào tuổi dậy thì cơ thể sẽ sản sinh một lượng lớn androgen, đó là một hormone sinh dục có cả nam cả nữ. Khi hormone androgen được tăng sinh lên, được tăng tiết nhiều lên thì sẽ tấn công và tác động vào các và tuyến bã bằng cách nó sẽ kích thích cái tế bào tuyến bã hoạt động, kích thích quá trình sản sinh ra chất bã và làm tăng khối cái thể tích của tuyến bã, đồng thời nó làm sừng hóa cổ lăng nông dẫn đến cái chất bã ứ động dưới da. Cái chất bã được ứ động dưới da hình thành nên cái mụn trứng cá không viêm, đó là mụn đầu trắng và mụn đầu đen chúng ta thường gặp. Chất bã khi ứ động dưới da thường là điều kiện thuận lợi để cho cái vi khuẩn P. acne, nó là vi khuẩn gây bệnh trứng cá, phát triển. Khi cái vi khuẩn này phát triển nó hình thành nên mụn, cái tổ chức mụn viêm, đó là mụn mủ, mụn bọc và nang. Như vậy cái nguyên nhân sâu xa chúng ta hiểu rằng trứng cá ở tuổi dậy thì nó thường liên quan đến cái rối loạn nội tiết ở tuổi dậy thì. Vậy mụn trứng cá ở tuổi dậy thì có những đặc điểm nào thưa bác sĩ? Trứng cá tuổi dậy thì những cái tổn thương trứng cá ấy, nó cũng rất giống những cái tổn thương trứng cá ở những nguyên nhân khác, nhưng chúng ta thường gặp một số đặc điểm hay gặp ở trứng cá tuổi dậy thì. Thứ nhất là lứa tuổi, trứng cá tuổi dậy thì đương nhiên rồi là sẽ gặp ở cái lứa tuổi dậy thì. Cái thứ hai là cái tổn thương thường gặp ở những vùng mà trên cơ thể có nhiều tuyến bã, ví dụ như ở trên trán, ví dụ như ở vùng mũi, vùng cằm hàm, vùng ngực, vùng lưng và vùng vai. Đặc điểm của tổn thương thì thông thường mụn trứng cá ở tuổi dậy thì thường là những tổ chức mụn viêm, nó là mụn mủ, mụn bọc và lan. Điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì như thế nào thưa bác sĩ? Thường người ta dựa vào cơ chế. Cơ chế gây nên bệnh trứng cá thường liên quan đến hoạt động của tuyến bã, đến dây sừng năng lông và đến tác động của vi khuẩn. Thì chúng ta sẽ điều trị dựa trên cái cơ chế bệnh. Chúng ta có thể dùng điều trị tại chỗ, có thể điều trị toàn thân. Và tại chỗ chúng ta dùng thuốc bôi, chúng ta có thể dùng kháng sinh bôi, thường là nhóm canagliflozin. Một số cái thuốc bôi có tính chất nó giảm bớt sừng hóa cổ lăng nông hoặc điều hòa tuyến bã tại chỗ. Ví dụ như BHA, AHA, một số cái thuốc bôi là dẫn xuất có chứa thành phần salicylic hoặc là dẫn xuất của vitamin acid. Còn về điều trị toàn thân thì chúng ta có thể dùng kháng sinh nếu tình trạng viêm nhiễm nặng, hoặc là chúng ta dùng cái một số sản phẩm có chứa cái dẫn xuất của vitamin acid thì nó tác động lên cơ chế tác động lên tuyến bã, nó giảm bớt hoạt động của tuyến bã. Còn một nữa là ở trên các tuổi dậy thì cái này thì nó có liên quan đến hoạt động nội tiết, thì người ta có thể đưa ra một cái phương pháp nó liên quan đến là cái liệu pháp hormone, và thông thường là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc tránh thai kết hợp hoặc một số liệu pháp hormone khác.
Bên cạnh đó thì chúng ta có thể dùng phương pháp ngoại khoa, nghĩa là nếu mà chúng ta tình trạng viêm nhiễm nặng thì chúng ta sẽ phải chích rạch để tháo bớt mủ, hoặc là chúng ta dùng ánh sáng trị liệu, tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh. Vậy bác sĩ có lời khuyên nào giúp phòng ngừa hiệu quả mụn trứng cá tuổi dậy thì ạ? Chúng ta có thể có một số cái biện pháp để làm giảm bớt cái tình trạng nặng của cái trứng cá tuổi dậy thì. Thứ nhất là chúng ta phải giữ cho làn da thật sạch. Làn da thật sạch ở đây thì một là chúng ta phải lựa chọn sữa rửa mặt thích hợp. Nên thường là những lứa tuổi dậy thì này thì da chúng ta thường tương đối là dầu, nên chúng ta sẽ lựa chọn những cái sữa rửa mặt có tính chất kiềm dầu. Cái thứ hai chúng ta làm sạch da, tức là tẩy trang thật kỹ. Cái thứ ba là chúng ta có thể dùng cái chất tẩy tế bào chết. Chế độ ăn uống thì chúng ta nên ăn hạn chế đồ chiên, hạn chế đồ ngọt, không dùng thuốc kích, không uống chất kích thích thì cà phê. Còn về chế độ sinh hoạt thì chúng ta tránh việc căng thẳng tâm lý hoặc là stress, những cái thứ đấy sẽ làm kích thích tuyến bã phát triển. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là dùng một số vitamin để tăng cường sức khỏe cho da. Và một cái biện pháp nữa giúp chúng ta cái phòng ngừa cái việc là mụn trứng cá ở cái tuổi dậy thì là chúng ta không nên cậy nặng. Cái thứ hai là không nên, khi chúng ta rửa mặt, chúng ta không nên chà sát mạnh vào mặt, nó sẽ làm tổn thương cái tuyến bã và có thể kích thích sự hình thành nhân trứng cá. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, hiện nay số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 ngày càng tăng cao. Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành có điều kiện cho 3 loại thuốc điều trị COVID-19 sản xuất trong nước chứa hoạt chất Monopiravir. Điều này giúp người dân tiếp cận với thuốc điều trị COVID-19 một cách dễ dàng hơn. Có người nhà mắc bệnh nền trong khi hàng xóm xung quanh nhà đã ghi nhận nhiều trường hợp F0. Vậy nên khi biết tin Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành có điều kiện cho 3 loại thuốc điều trị COVID-19, anh Vũ Kiên Cường ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên rất vui mừng. Đến bây giờ thì khi mà các loại thuốc mà điều trị COVID-19 mà bán rộng rãi trên các hệ thống nhà thuốc lớn thì mình cảm thấy yên tâm hơn. Nếu mà không may gia đình mình có người bị thì mình cũng có lòng tin hơn là mình sẽ được điều trị kịp thời, tiếp cận các cái nguồn cung thuốc nó kịp thời và nó hiệu quả để đảm bảo được sức khỏe người thân, mình cũng cảm thấy yên tâm. Cũng giống như anh Cường, bà Bình 65 tuổi ở thành phố Hưng Yên cũng rất phấn khởi khi biết thuốc điều trị COVID-19 được bày bán công khai tại các nhà thuốc. Tôi mình mắc định bệnh nền tiểu đường huyết áp, bây giờ F0 rất nhiều, tôi đi lại nhiều thì tôi cũng lo nghe được nhà nước có thuốc chữa COVID bán tại các cửa hàng có uy tín. Nếu mà chẳng may tôi mắc COVID thì tôi lên mua được thuốc đúng ấy để về sử dụng. Nếu như trước đây khi có nhu cầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19, nhiều người dân đã lựa chọn mua chui qua các trang mạng với giá đắt gấp nhiều lần cùng với nỗi lo về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm. Do vậy, việc cấp phép lưu hành có điều kiện cho 3 loại thuốc điều trị COVID-19 đã giúp người dân tiếp cận thuốc dễ dàng hơn, chất lượng đảm bảo, giá thành vừa phải với giá 250.000 đồng trên một liệu trình Monopiravir. Tuy nhiên, khi đi mua loại thuốc này, người dân cần tuân thủ các điều kiện sau. Thuốc Monopiravir là một loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp. Vì thế và nó cũng có rất là nhiều những cái tác dụng không mong muốn mà đã được tìm thấy trên phôi thai, trên xương sụn. Vì thế là cái chỉ định của nó cũng cho một số đối tượng nhất định. Và vì những cái lý do như thế mà hiện tại là các cái bệnh nhân mà có nhu cầu sử dụng thuốc bắt buộc phải được bác sĩ tư vấn rất là kỹ càng, sau đấy bắt đầu được kê đơn và dược sĩ chúng tôi sẽ bán thuốc theo đơn của bác sĩ chỉ định. Những người mà không có đơn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cái thủ tục để họ có thể tiếp cận với đơn của bác sĩ sao cho nhanh nhất và kịp thời nhất. Thuốc kháng virus Monopiravir được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trên 18 tuổi và ít nhất có một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Thuốc cũng có nhiều tác dụng phụ, do đó người dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế để sử dụng thuốc hiệu quả, tránh các tác dụng phụ về sau. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống khỏe ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên như trên ứng dụng miễn phí Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên hoặc qua fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7/HITV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.